Con vừa ngủ dậy con ngủ có ngon không? Lắm. À bấm, mẹ hỏi là con ngủ có ngon không? Có. Thế con có yêu mẹ không? Không à? Con nói không à? Không. Không. Thế con có yêu bố không? Không. Có yêu mèo không? Có. Bố mẹ thì không yêu nhưng mà có yêu bạn mèo nhỉ? Thế mẹ hỏi là con có yêu bạn 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 gì vừa sủa ấy nhỉ? À wow, nhưng mà bạn đấy tên là bạn gì? Tún nhỉ? Bạn gì? Bạn gì? À thôi à? Thế bạn cún sủa như nào? À wow, thế bạn mèo kêu như nào? Mèo. Thế bạn chuột thì kêu như nào? Chít chít à? Thế chít chít. Thế bạn la thì kêu như nào? À chút chút à? Có phải Thế ạ bạn cũng la cười tươi cười, không? Bạn la cười xinh nè, cười tươi nè. Bạn la cười tươi nè. Ui trời ơi, ngáp kìa. Thế bạn la cười tươi như nào? Nghe thấy chưa? À nằm mà nằm cành à? Thế mẹ hỏi la nhé, áo đẹp của con đâu? Đây. Đây ai mua cho con? Mẹ. Mẹ gì? Mẹ gì? Mẹ Hằng. Răng. Mẹ à Răng. Mẹ Hằng à? Thế mẹ Hằng thối hay mẹ Hằng xinh? Xinh. Thế bố Hưng đẹp trai, bố Hưng thối? Thối. Rõ ràng là bố thối rồi đúng không? Thế mẹ có thối không? Không. Bố Hưng không. Bố Hưng có đẹp trai không? Không. Con thật là sáng suốt đi. Thế nhá, mẹ bố hỏi là Đại Hàn. Thế mẹ hỏi em la tiếp mẹ này. Chó. Thế em la bông hoa nhà mình ở đâu? Này. À bông hoa này, cái bông hoa đẹp như nào? Ok, con phải ra xem hoa không là con sẽ phá hoa. Không, không, một phá hoa. Con bảo không được phá. Cao ơi, không phá đâu con. Phá thật. Nào con giơ tay chào bố nè. Chào nè. Chào. Con chào. Con nói chào nè. Chào. Chào bố. Chào bố nè, con chào bố nè. Bố nè. Bố. À xong mẹ hỏi nhá. Trước khi đi ngủ thì em ca em la hỏi gì nhỉ? Bố đâu? Bố đi ngủ rồi. Cọ.